mấy mấy. Tiếp theo là phần dự thi của cháu Phạm Liên Hoa, 10 tuổi, mang số báo danh 10, độc tấu đàn tập lục với bài Đi cấy dân ca Thanh Hóa. Của mình. Sau đây xin mời phần đánh giá của ban giám khảo. 8, 8 và 8. Vâng, xin cảm ơn ban giám khảo. Tiếp theo là